Má, má. Con về đã hả Long Hồ? Dạ. Má đi đâu vậy má? Má muốn lấy cái gì? Để con lấy cho má. Má lao tâm hình. Hình hả? Hình cũ xì, má lao hoài, nó cũng cũ à má ơi. Hình kỷ niệm ngày chồng vợ cha con được đoàn tụ. Thôi má, má nằm nghỉ đi má. Có bình dưỡng khí nè, má hít đi cho khỏe. Má đã khỏe rồi. À, con có đi kiếm con Trường An không? Mà sao không thấy nó về vậy con? Hả? Có gặp nó không? Dạ, con có lại đàn Hạng á. Thì nghe Hạng nói chỉ có việc gì cần gấp lắm, cho nên chị mới theo bà chủ Hạng ra ngoài nhà trang. Chỉ khỏi tốn hao tiền bạc, chỉ phí điều có bà chủ lo, từ tiền ăn, tiền lặt vặt lắm, tiền phòng, tiền lưỡng còn được lành gấp đôi. Đến khi xong xuôi mọi việc còn được thưởng thêm tiền, nên chị mới vội vàng ra đi. Nhưng tại sao chị con đi xa mà không đem theo áo quần thay mặn? Con gái chứ đâu phải con trai đâu, mà hễ muốn đi là đi liền. Thiệt quả là cứ đồ hư thân mà. Thôi má còn đáng, má đừng nên nóng giận. Bây giờ đồ máy xăng thiếu chi, ra ngoài chỉ mua chỉ mặc lo gì, hoặc là bà chủ bà mua cho. Vậy cũng được. À Hồ à, con nói thiệt cho má nghe coi, cái bình dưỡng khí đó con mua với cái giá là bao nhiêu tiền vậy? Dạ, con này lại của người ta với giá là 3.000 đồng lắm á. Tới 3.000 đồng? Tiền ở đâu con có? Dạ, tiền con dành gụm để đóng học phí tháng này và lệ phí đi thi, và tiền vốn bán bánh mì đó má. Con, tại sao con không hỏi má? Má, con biết rằng nói với má thì má sẽ ngăn không cho con mua bình dưỡng khí. Má sẽ bắt buộc con đóng tiền trường và lệ phí đợi ngày thi. Nhưng má, nếu không thi được niên khoa này thì con sẽ đợi chờ kỳ thi năm tới. Nếu tiêu tiền trường mà học hành chán dở năm nay thì con còn đủ thời gian để học hỏi cả mấy chục năm sau. Chờ một mai mà má chết đi rồi thì trọn đời con hối hận. Có đốt đuốc gọi khắp trần gian cũng không sao tìm kiếm cho con một người mẹ nhân từ. Một người mẹ đã khổ nhọc với con từ thuở còn sưng cho tới lúc bạc đầu. Từ thở má con mình còn ở làng Tân Ngại, còn đi chợ Trường An. Con nhớ lúc mới hồi người ta không cho má đi dạy học, nhà mình nghèo má phải đi bán chuối chưng. Nhiều bữa trời mưa bán ngang, thấy tụi con ăn chuối thay cơm, má cắn môi mặt quay vào vách mà suối lệ tuôn trào.
nhớ hồi đi thi trên trường tỉnh. Con mang đôi giày ba ta trắng, má mang đôi gót cùng lội bộ dắt con đi như ánh trăng khuya tiếng gà gáy xa. Mẹ hiền dấu dân dần âu ơ dí dầu cầu giang đông đinh, cầu tre lắc lẹo gặp gần khó đi khó đi. Mẹ dắt con đi, con thi trường học mẹ thi trường đời. Ngày mã với con đứng chờ kết quả, vừa nghe ba tiếng lê lóng hồ, má reo lên con tôi thi đậu rồi. Chạy lại ôm con mà hung mà khóc, sự mừng vui trong phút chốc nghẹn ngào. Mỗi rung rung má bảo nếu có ba con á thì con sẽ được nhiều phần thưởng, mà má cũng được ba con khen tặng là đã khéo dạy con đến đổi đạt trong lúc thiếu hụt trăm bề. Về nhà má lại khen và nói sau này tên tuổi của chị em con sẽ được người đời kính nể. Nhưng mà chị hai của con chị đã như thế nào con? Chị đã sao cũng tức chị quá má, con ghét chị rồi đó. Kìa Long Hồ con, sao con nói vậy cho phải? Con phải thương chị của con chứ. Con Trường Án nó thương con nhiều lắm. Từ hồi nhỏ nó đã nhịn sữa cho con được bú nó, mà không có sữa con phải bú sữa bò thiếu con chi. Có lần nó thèm sữa quá nên mới giật đại cái sữa của con rồi chui ở trong kẹp tù. Con mới khóc ré lên, má hay được và chị Trường An của con phải chịu bị đòn. Chị của con mới trao chai sữa cho má rồi miếu máu nói rằng con thèm quá nên mới bu khính của em con một chút rồi con trả lại cho. Má đừng mắng chửi con làm chị mà chẳng biết